Khi mà chúng ta đang đi ở giải tốc độ là trên 40 cây, chiếc xe của chúng ta vẫn rất là cân nhá, rất là cân, và cho một giải tốc độ rất là ấn tượng. Gần như là khi mà xe đi hai người, nó chỉ hơi bị ý lúc đầu thôi, còn khi mà tăng tốc nó không ảnh hưởng các bạn nhá, không hề ảnh hưởng gì luôn. Đấy, tốc độ vẫn đạt, tốc độ vẫn đang rất là nhanh. Đấy, à, hiện tại là tốc độ là 46 cây một giờ, 46 cây một giờ, và chiếc xe vẫn rất là cân và đi rất là ok nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Xe Máy Phát, và ở phần tiếp theo chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm phiên bản xe máy điện kiểu dáng V3 Lavia đến thương hiệu Jakaba nha. Khi mà ở phần 1 chúng ta đã tìm hiểu về kiểu dáng chiếc xe rồi, một chiếc xe được trang bị lốp Kenda, hai phanh đĩa, linh kiện đồng bộ, và với một chiếc xe được thiết kế kiểu dáng rất sang trọng như này thì chúng ta sẽ có trải nghiệm như thế nào ạ? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm thử ở trạng thái tĩnh, đó là chúng ta sẽ thử hệ thống giảm sóc trên chiếc xe này. Đây, đấy, giảm sóc trên chiếc xe này rất là ấn tượng. Và ở phần 1 thì Mạnh Phát đang quên mất một điều rất đặc biệt trên chiếc xe Jakaba này, đó là chúng ta đang có cả thẻ từ NFC và chúng ta đang có cả khóa Smart Key, và chúng ta sẽ tìm hiểu phần này ở phần 2 này luôn nhá. Một chiếc xe rất là thông minh khi mà vừa được trang bị thẻ từ NFC này. Đấy. Vừa được trang bị khóa chống trộm này. Đây, chúng ta sẽ bật thử đấy. Quá kinh khủng luôn, hãng chịu trời đấy. Và đây là một trong số ít những hãng xe điện ở Việt Nam vừa có khóa chống trộm, vừa có thẻ từ. Hơi bị hịn hò luôn đúng không ạ? Đã là có chìa khóa rồi, tức là chiếc xe này đang có 3 chế độ mở khóa nha anh em nha. 3 chế độ mở khóa. Rất là ấn tượng đúng không ạ? Một chiếc xe đúng là chịu chi. Đấy nha. Chúng ta mà không xem phần 2 này chúng ta sẽ hơi bị tiếc ấy đúng không ạ? Đây. Và giảm sóc ở chiếc xe này rất là êm này. Đấy, rất là ấn tượng nhá. Con Gogo Mạnh Phát đã bất ngờ rồi, nhưng mà lên con V3 này cũng tương tự như vậy. Cực kỳ êm. Giảm sóc cực kỳ êm. Và bây giờ Mạnh Phát sẽ test thử ở chúng ta ở cái trạng thái tĩnh, đó là chỉ là lên về hè thôi. Bởi vì đa phần mọi người bây giờ chúng ta quan tâm đến cái vấn đề khoảng sáng gầm. Hiện tại phiên bản này đang được trang bị lốp 350-10 thì nó là số ít rồi. Nên là Mạnh Phát tự tin luôn là những cái G này thì mũi. Đúng không ạ? Đây, lên rất là đơn giản mọi người. Lên xuống rất là đơn giản nha. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trải nghiệm từ tiếng phiên bản này trên đường để xem có cảm nhận như nào nha. Let's go! Và chúng ta trèo lên chiếc xe, chúng ta sẽ quan tâm đến cái nước ga đầu tiên của một chiếc xe trước đúng không ạ? Và chúng ta sẽ quan sát chiếc xe này nha. Ở nước ga đầu tiên thì chúng ta có một chiếc xe rất là ăn ga và cảm giác rất là thật nhá. Khi mà chúng ta ga chậm, xe đi chậm, và cái ga của chúng ta này không như những chiếc xe rẻ tiền đâu ạ, đó là ga mãi nó mới chạy. Để chúng ta ga một tí thôi, chiếc xe đã chạy rồi và xe chạy êm, không có một tiếng động gì nhá. Và bây giờ Mạnh Phát sẽ thử này, thử giảm sóc khi trên đường này. Rất êm, rất êm nhá. Đây là một chiếc xe có cái giảm sóc cực kỳ êm. Đấy, nếu anh em không tin thì hãy đến từ showroom và trải nghiệm từ sản phẩm này nhá. Đấy, và bây giờ Mạnh Phát sẽ đi nhanh hơn để kiểm tra độ chắc chắn cũng như là độ cân bằng và khả năng tăng tốc trên phiên bản xe V3 Lavia đến thương hiệu Jakaba nhá, khi mà động cơ của nó lên đến 1100W nó sẽ như nào nhá. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ thử tăng tốc để cảm nhận luôn này. Đây, khi mà chúng ta đi ở giải tốc độ nhanh hơn thì chúng ta có một chiếc xe rất là cân bằng. Đây, rất là cân bằng. Đây, và Mạnh Phát đổ cua thử này. Chiếc xe chúng ta có một trải nghiệm lái khi mà cái tay lái được thiết kế độ cầm vừa phải, dáng ngồi ok nhá. Do được trang bị lốp 350 nên là đối với cá nhân Mạnh Phát có chiều cao trên 1m7 thì đi rất là thoải mái, bởi vì là chúng ta đang có một chiếc xe cao thoáng mà nên ngồi rất là thích nhá. Ngồi rất là thích luôn. Bởi vì nó cao mà. Chống chân đối với các bạn thấp thì hơi vất một tí thôi, nhưng mà khi mà ngồi lên được lái rất là sướng nhá, bởi vì lốp cao nó thoát xe hơn nhá. Đây, và để thử đi nhanh hơn nữa nhá. Nhanh hơn, nhanh hơn để xem nó như sẽ như thế nào. Đấy. Có một khả năng tăng tốc rất là ấn tượng anh em nhá. Rất là ấn tượng, rất là ấn tượng. Đây. Đang đi một mình và chúng ta đang tăng tốc rất là nhanh nhá. Đấy. Có thể đạt lên đến 50 cây. Có thể đạt lên đến 50 cây một giờ anh em nhá. Đấy. Như vậy là đây là một chiếc xe V3 có tốc độ khá là ấn tượng. Mạnh Phát đánh giá cao. Và khi mà đi xe này chúng ta có cảm giác cân bằng. Xe rất là cân bằng nhá. Và đổ cua rất là chắc chắn và không có tiếng kêu, gần như là không có tiếng kêu gì luôn. Như vậy là hãng họ làm ra một chiếc xe Mạnh Phát đánh giá độ hoàn thiện cao, kể cả độ lắp đặt trên chiếc xe này. Đội ngũ kỹ thuật của Jakaba là có nghề nha mọi người nha, có nghề. Đấy. Sau khi trải nghiệm sản phẩm này xong thì Mạnh Phát rất là mong muốn có một lần được xuống tham quan nhà máy này để quay cái quy trình sản xuất cũng như là gia công lắp đặt phiên bản xe máy điện Gogo cũng như là V3 đến từ thương hiệu Jakaba, để cho mọi người cùng nhau tìm hiểu về sản phẩm, tìm hiểu về cái quy trình lắp ráp, để tại sao mà họ có thể làm ra một chiếc xe ok như vậy, và đặc biệt nhất là về giá thành. Khi mà cái giá tiền của chiếc xe này khi mà họ bán ra chỉ có mức giá 18 triệu thôi,
thì đối với mức giá này ở mặt bằng chung ở thị trường là một mức giá rất là mềm với một sản phẩm được trang bị đến hai bánh đĩa và động cơ lên đến 1.100W thì thương hiệu HFT như này nhá. Đấy thì nếu như có cơ hội thì Mạnh Phát sẽ xuống và quay video để cho tất cả các bạn cùng nhau xem cũng như là cùng nhau tham quan nhà máy cùng Mạnh Phát nhá. Đấy. Và bây giờ thì Mạnh Phát đang chở hai người và chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem chiếc xe là xe như nào nhá. Ở hai người chắc chắn là khi nước ga đầu lên thì chúng ta sẽ cần phải ga mạnh hơn bởi vì hai người thì trọng lượng gần như là gấp đôi mà. Bây giờ thì Mạnh Phát sẽ test thử xem cái hệ thống giảm xóc lên chiếc xe này khi mà chở hai người nó có còn nhún được không nhá. Đây. Vẫn nhún rất là nhẹ nhàng nhá. Thì chứng tỏ chiếc xe này có khả năng chở 3. Tuy nhiên anh em đừng chở 3 nhá, bởi vì chở 3 là chúng ta đang quá số người quyết định trên một dòng xe hai bánh rồi anh em nhá. Và bây giờ chúng ta sẽ thử đi hai người xem là chúng ta vận hành chiếc xe này nó có êm không, nó còn có mượt mà không. Liệu rằng khi mà hai người ngồi dồn trọng tâm vào đằng sau như vậy thì cái đầu xe có bị nhẹ và khi đi ở giải tốc độ nó hơi cao một chút thì nó có bị chồng chành không nha các bạn nhá. Cái này là cái rất là quan trọng khi mà chúng ta sử dụng chiếc xe hàng ngày nhá. Bởi vì đa phần chúng ta sẽ mua chiếc xe máy điện này và thường xuyên phải chở hai người mà, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ từng thử xem đi nhanh hơn nó sẽ như nào nhá. Đây, khi mà chúng ta đang đi ở giải tốc độ là trên 40 cây, chiếc xe của chúng ta vẫn rất là cân nhá, rất là cân và cho một giải tốc độ rất là ấn tượng. Gần như là khi mà xe đi hai người nó chỉ hơi bị ý lúc đầu thôi, còn khi mà tăng tốc nó không ảnh hưởng các bạn nhá. Không hề ảnh hưởng gì luôn. Đấy, tốc độ vẫn đạt. Tốc độ vẫn đang rất là nhanh. Đấy. Hiện tại là tốc độ là 46 cây một giờ. 46 cây một giờ và chiếc xe vẫn rất là cân và đi rất là ok nhá. Thì Mạnh Phát đánh giá một lần nữa là đây là một chiếc xe đáng để các bạn có thể trải nghiệm nhá. Đi hai người thì tốc độ vẫn đạt 45-46 cây một giờ như vậy và chiếc xe vận hành vẫn rất là ok. Đấy. Nói chung là nếu mà để mà so với những chiếc xe 19-20 triệu thì rất khó để đánh giá. Tuy nhiên Mạnh Phát có thể khẳng định với mọi người là trong cái tầm giá 18 triệu quay đầu thì đây xứng đáng là một chiếc xe để các bạn trải nghiệm. Khi mà vừa có thiết kế sang trọng, vừa có công nghệ và thiết kế hai bánh đĩa nó rất là hay nhá. Và quan trọng là chúng ta có cả thẻ từ NFC này, chống trộm này, chìa khóa, nút cứu hộ, đấy, báo lỗi trên vạn đồng hồ. Đấy, chỉ những cái như vậy thôi thì nó đã xứng đáng với cái giá 18 triệu rồi nha các bạn nhá. Đấy. Các bạn có nhu cầu tìm hiểu về thương hiệu Jacobi cũng như là xe điện đến từ thương hiệu Jacobi thì có thể nhấc máy lên và alo cho xe điện Mạnh Phát nhá. Qua số điện thoại là 0358 993 993 hoặc là 0866 903 993 hoặc là các bạn có thể alo trên màn hình để liên hệ với giám đốc kinh doanh của thương hiệu Jacobi nhé.